Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fancy Dev. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cái cách sử dụng cái thằng Beagle ORM. Thì mình cũng xin lỗi các bạn là hôm nay là mình hơi bị viêm họng, cái miệng hơi đau xíu, nói chuyện hơi khó khăn nên có gì thì các bạn thông cảm một xíu nha. Đèo tin. Thì nếu mà các bạn đã theo dõi cái nguyên cái series GRPC ngay từ đầu thì đến cái ngày hôm nay thì chắc là các bạn đã quá quen thuộc với cái việc define một cái file Rootbook rồi các cái API service của GRPC rồi. Thì mình sẽ không tốn thời gian các bạn nhiều, mình không ngồi mình gõ lại những cái thứ đó nữa, mà hôm nay mình sẽ đổi mới một xíu, mình phá cách, mình chơi theo một cái style mới là mình có sẵn hết rồi, nhưng mình sẽ giải thích xong rồi mình chạy demo cho các bạn xem thôi, tiết kiệm thời gian tại vì nay cũng nói nhiều cũng nôm nổi. Ok. Rồi thì ở cái video trước mình đã demo cái việc insert là mình sẽ sử dụng cái câu lệnh insert để mà mình có thể thêm dữ liệu vào trong cái MySQL database của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp những cái lệnh như là update, read nè, là đọc ra, update, delete và một cái dạng query đơn giản thôi là search. Hiện nay mình chỉ viết một cái do mình thiết kế cái ngay từ đầu cái DB mình đơn giản nên cái việc query của mình đây cũng rất là đơn giản. Mình tại vì mục đích mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn cái framework để các bạn làm, chứ mình không phải là hướng dẫn tất cả mọi thứ, cầm tay chỉ việc cho các bạn ha. Rồi mọi thứ còn lại các bạn có thể xem trên cái file doc của mình của Beagle để có thể làm việc với nó, mình gọi là chi tiết hơn, sâu sát hơn, nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn trên đó. Ở đây mình chỉ gọi là cởi ngựa xem hoa overview. Thì cái việc định nghĩa một cái API GRPC thì nó quá là quen thuộc rồi. Thì ở đây chỉ có một cái điều đặc biệt là ở chỗ cái API short là cái short reborn. Short reborn này mình sẽ dùng cái từ khóa repeat ở phía trước của một cái giá trị. Để cái này có nghĩa là tôi muốn trải về một cái mảng contact. À, tại vì khi mà mình search thì sẽ ra, có thể ra nhiều được nhiều kết quả, thì đó chỉ là khác cái chỗ repeat này thôi. Để mình xin lỗi, mình zoom cái code to lên xíu cho mọi người dễ coi. Này là repeat ha, thì nó định nghĩa là một cái mảng đó, trong rootbook nó nghĩa là cái mảng. Thì sau khi mình gen code ra xong rồi, tất nhiên là mình sẽ implement phần client để mình gọi. Phần client gọi này thì nó cũng chả có gì hết ha, bỏ qua đi. Thì quan trọng nhất vẫn là thằng server. Thì này nó to quá. Rồi nhỏ nhỏ là vậy nè. Thì dễ coi code ha. Thì thằng server nó sẽ phải implement những cái API đó. Thì những cái API này nó sẽ tương tác với cái model của mình dưới cái DB. Thì ở đây tôi sẽ viết trong cái file model những cái hàm. Ví dụ như lúc trước là mình đã viết cái hàm insert rồi. Thì bây giờ mình sẽ viết một cái hàm read. Thì nó cũng tương tự hàm insert là mình sẽ nêu cái ORM ra. Và mình sẽ tạo một cái contact info. Khi mà mình tạo cái contact info này, mình truyền một cái hàm read, nó sẽ đọc ra cho mình. Và default thì nó sẽ đọc theo, nếu mà các bạn không có truyền gì thêm ở trong cái hàm read này, các bạn chỉ truyền cái contact info vô á, thì nó sẽ default nó sẽ đi đọc dựa trên cái field mà gọi là khóa chính primary key ở trong cái DB. Ví dụ như trong trường hợp này cái DB của contact của mình thì khóa chính là cái phone number. Thì ở đây tôi truyền phone number vào để cho nó đọc những cái đọc thằng cái contact nào có phone number bằng cái phone number mà mình truyền vào này.
nó đọc ra và giá trị nó sẽ được lưu vào trong cái contact info này luôn, trong cái biến CI này của tôi luôn ha. Và nếu mà nó đã không đọc được thì nó trả lỗi, mình sẽ xử lý lỗi. Rồi còn trong trường hợp các bạn muốn đọc nhưng mà các bạn không có khóa chính mà các bạn muốn đọc ở một cái field khác, ví dụ như tôi nói, ví dụ như là bạn đọc ở field name đó, nghĩa là bạn thay vì bạn search theo theo cái phone number thì bây giờ bạn search theo name chẳng hạn vậy, thì các bạn có thể truyền cái name ở đây và cái truyền cái tên name ở đây, thì lúc này nó sẽ đi search theo tên ha, search theo cái trường mà mình thiết kế ở đây. Ở đây mình có thể đưa vào một cái tên field, ví dụ như trong contact info cái tên field này nè, là cái này nè bạn, các bạn thấy cái chữ name này không, thì mình sẽ bỏ chữ name này xuống đây đó, thì nó sẽ đó, ví dụ như vậy thì nó sẽ kiếm theo name. Còn nếu như mà mình không có gì hết, mình để default như thế này thì nó sẽ đọc ra cái theo cái khóa chính nè. Rồi, giờ chạy cái thằng server hoặc là lên để test đi. Mình nói lại là mình xin lỗi nha, hôm nay là do cổ họng hơi đau, cái miệng hơi đau, nên là nhiều khi nói chuyện không rõ ràng, nói hơi nhỏ, các bạn thông cảm, bật mic lớn lên giùm mình ha. Rồi, server đã chạy rồi. Giờ mình sẽ thử test cái hàm gọi là rồi, đầu tiên là mình sẽ insert vô một cái contact mới. Rồi, mình chạy cái client lên. Thì cái hàm insert mình nó sẽ insert thành công một cái contact mới nè. 9009783 ha. Là một canh tắc mới. Rồi sau đó là mình sẽ đọc lên. Mình đọc cái canh tắc đó lên. Viết sẵn hết vậy demo cho nó lẹ. Chứ ngồi lúi cuối viết nữa, nó lâu quá. Rồi bây giờ trên này là nó đã insert thành công rồi, bây giờ mình sẽ gọi tiếp để mình chạy cái hàm đọc lên. Đây, thì đọc thành công và nó respond cho mình một cái phone number là 09873 ha, cái tên và cái address là đúng cái mà nãy vừa rồi mình định search rồi, chính xác luôn. Rồi tiếp theo là tới cái update, thì cũng tương tự update thì mình sẽ viết cái update trong cái model, sau đó là trong cái bàn server mình sẽ gọi xuống đó để mà mình xử lý. Thì đầu tiên thì mình cũng nêu cái ôm ra, rồi mình dùng cái ôm đó mình update. Rồi mình truyền vào cái thông tin đó, cái môn nguyên một cái object, cái model mà mình muốn update xuống, thì default nó sẽ update dựa trên cái primary key trong DB ha. Còn nếu như các bạn muốn chỉ định là nếu mà bạn không có truyền cái gì vào á, không có truyền thêm một cái field gì vào á, thì nó sẽ update toàn bộ. Có nghĩa là trong cái contact info này hiện tại giờ nó có 3 field: phone number, name và address. Rồi. Thì nếu bạn không chỉ định gì hết, nó sẽ update toàn bộ 3 field đó. Và tất nhiên nó không không update được khóa chính rồi, nó chỉ update được 2 field là name và address thôi. Nhưng mà nếu các bạn muốn chỉ định nó update một field cụ thể thôi, ví dụ như trong trường hợp này tôi muốn update field name thôi, thì các bạn điền cái field này, cái field name này vào, hoặc là bạn có nhiều field thì bạn cứ phẩy ra bạn điền cái tên field vào, ví dụ như address chẳng hạn vậy đó, thì nó sẽ đi update đúng những cái field đó cho mình thôi ha. Trong trường hợp này thì tôi sẽ giữ nguyên update toàn bộ đi cho nó tiện. Rồi thì lên cái chỗ xử lý ở server. Rồi. Ngay cái hàm update này mình sẽ lý, thì đầu tiên là mình sẽ nhận được cái request một cái new contact, nghĩa là client nó sẽ đưa ra cho mình toàn bộ thông tin về một cái contact mà nó muốn update, đầy đủ thông tin luôn.
Đó, thì nếu như mà cái contact server mà nó gửi lên mà nó bị nin, nó bị nin thì mình sẽ báo về là nó mình sẽ trả về invalid rồi của mình chẳng hạn vậy. Nghĩa là trường hợp này mình chỉ xử lý gọi là đơn giản là nó chặn này chặn kia vậy, kiểu vậy. Rồi sau đó thì từ cái contact ở trong cái Rootabook thì mình sẽ convert nó về cái model của mình. Rồi mình gọi cái model của từ cái model đó mình gọi update. Ha, mà nếu xảy ra một cái error gì đó thì mình sẽ báo một cái lỗi và mình nói là tôi chưa biết error này là error gì, tôi cứ báo lỗi thôi. Đúng chưa? Rồi. Và để chắc chắn rằng cái việc update của mình nó thành công đó, thì đây tôi sẽ làm cái thao tác nữa, nó hơi dư thừa. Đó là tôi đọc lại. Đó, tôi đọc lại trong DB cái contact mà tôi vừa mới update. Và tôi sẽ respond về cho client để client nó kiểm tra xem là cái model tôi mới vừa đọc ra đó nó có đúng là cái model mà client nó cần update hay không ha. Tất nhiên cái việc này là chỉ để verify cái việc mà cái update có thành công hay không thôi, chứ thực tế thì chả ai làm vậy ha, nó tốn kém hay dư thừa không có một ý nghĩa. Nhưng mà ở đây tại vì demo mà mình thích làm gì mình làm. Rồi trong trường hợp này ví dụ như tôi sẽ chạy cái hàm update thì tôi lấy cái thằng tôi vừa mới insert ra và tôi đổi tên và địa chỉ của nó, đổi tên và địa chỉ ha. Rồi giờ tôi sẽ chạy cái line lên. Rồi thì client nó nhận được response là tôi đã nhận được một cái phone number address đó, nó đều là update hết. Rồi server thì nó báo là đã update rồi và update thành công một dòng. Ok, vậy thì giờ mình sẽ thử demo lại một cái chuyện nữa là ở đây tôi chỉ muốn update cái field là name thôi, coi có được hay không ha. Rồi trong client này update này sẽ là update 2 và grad này sẽ là grad 2. Thì nếu như mà nó đúng á thì chỉ có cái tên nó sẽ được update thôi, còn grad thì nó sẽ không có cái số 2 nữa ha. Nên mình sẽ thử chạy lại cái này xem là nó có update đúng hay không. Trường hợp này thì nó vẫn update cái address là 2 luôn. Tại sao vậy? Tại vì nãy mình mới sửa code server thôi. Mới sửa code server thôi mà mình chưa chạy lại. Server vẫn còn chạy đang chạy code cũ ha. Làm hết hồn tưởng nó mình sai. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổi nó lên. Là mình sẽ đổi lần này là lần thứ 3. Hết là 3. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại. Rồi các bạn thấy không? Khi mà mình specific là tôi chỉ muốn update cái field name thôi. Còn cái field address không update thì mặc dù là mình có truyền lên cái address 3 nhưng mà nó không update, nó chỉ update cái name thôi. Đó chính là cái điểm đặc biệt của cái field. Cái update field ha. Tiếp theo là update rồi, giờ ta delete ha, xóa. Xóa thì nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ gọi cái hàm delete thôi là xong. Trong trường hợp update này thì nó gọi update. Còn trong trường hợp delete thì mình sẽ cũng nêu cái ORM ra mình delete. Rồi mình truyền cái contact info này vào. Contact info này mình chỉ cần trong cái contact info này mình chỉ cần có cái phone number thôi, cái library key thôi. Còn những field khác nó không cần ha. Vậy là đủ.
À, ví dụ như trong trường hợp này, cái request mình gửi lên nó chỉ có phone number thôi, thì mình sẽ tạo ra một cái phone contact info chỉ có cái phone number thôi và mình gọi delete là xong. Rất là dễ. Giờ mình sẽ test thử cái chuyện delete, mình delete cái thằng mà mình vừa mới insert luôn. Rồi, nó báo là delete thành công luôn. Ha, nó báo server nó báo là cũng đã delete rồi. Thấy không? Cái contact mà mình cái object mà mình tạo ra nó chỉ có mỗi phone number thôi. Và nó báo là effect thành công một cái dòng. Rồi, ok, vậy là cái hàm delete mình đã chạy. Tiếp theo là tới cái hàm search. Thì search ở đây thì mình sẽ là search theo cái mình vô canh cái file mà proto mình nhìn thì mình sẽ dễ hiểu ha. Cái search request mình lên thì mình sẽ search một mình đưa lên cái tên mà mình cần search, có nghĩa là cái danh bạ điện thoại thì mình sẽ tìm kiếm theo tên, ví dụ như ông này ông kia ông nọ, chứ đâu có thể nào mà mình đi đi search số điện thoại đó, sai danh bạ điện thoại mà search số điện thoại đó thì nó hơi kỳ ha. Anh trả vào danh sách những cái người mà nó phù hợp với kết quả tìm kiếm. Thì ở đây các bạn vào doc của mình, các bạn vào phần Advanced Query, các bạn tìm kiếm cái cách để mà nó sử dụng với những câu lệnh, những cái expression ha, những câu lệnh query để mà nó đi query. Thì ở trong mục mà operator đấy thì nó sẽ có những cái support operator là exact có nghĩa là case sensitive và insensitive á, nghĩa là việc phân biệt chữ hoa chữ thường và không phân biệt chữ hoa chữ thường á. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái thằng e-content này, nó tương tự với đây trong đó của mình nó nói này, cách sử dụng là cái query settle chấm filter, cái name chính là cái tên cột ở trong trong cái database của mình. Rồi hai cái dấu gạch dưới và tới cái e-content, rồi tới cái giá trị mà mình muốn tìm thì nó tương tự giống như là where, name, like gì đó ở trước và tới cái tên ở giữa và cái gì đó ở phía sau. À, và đó là case insensitive, nghĩa là không phân biệt hoa thường. Thì mình sẽ sử dụng cái thằng này để mà mình filter, mình search cái tên trong danh bạ điện thoại, nghĩa là cứ bấm vào cái tên thôi, nó sẽ tìm bất cứ cái trường hợp nào mà có đủ cái chữ đó trong cái tên là nó sẽ hiện ra. Rồi, và nó sẽ trả về một cái danh sách ha. Thì đây mình viết một cái hàm search by name và đưa một cái tên để search, trả về một cái list, một cái slide là contact info. Đây thì đầu tiên mình cũng nêu cái ORM ra query table, mình nêu contact info nghĩa là mình để đẩy vào cái mình đang muốn query trên cái table contact info của mình. Filter cái trường name với cái lệnh là e-content và với cái field là name. Ở đây mà tôi lấy muốn lấy toàn bộ cái kết quả trả về. Ha, kết quả mà nó tìm thấy được, và tôi sẽ đưa vào một cái result là một cái mảng contact info. Thì nếu như mà không kiếm được thằng nào thì trả về là cái arrow no route ha. Còn nếu mà có được thì trả về cái mảng này, thì server nó sẽ cầm cái mảng này, nó convert lại ha, nó convert thành cái contact, cái bb, cái rồi tôi bút contact và nó trả về cho client là xong ha. Thì giờ mình thử coi hiện tại trong server của mình, mình refresh lại, mình chạy lại coi hiện tại nó đang có là hai cái contact. Thì bây giờ mình sẽ đi search.
Đầu tiên là mình search cái ông này trong tên nó có chữ con tắt ha. Chữ con tắt. Rồi, chạy. Đó, thì nó ra được hai ông. Một ông là con tắt 1, một ông là con tắt name 2. Rồi, mình trong DB mình. Đó, con tắt 1 và con tắt name 2. Mặc dù là mình lúc mà mình search thì mình gõ cái chữ thường, nhưng mà ở đây nó sẽ ra cả chữ hoa, tại vì mình đã sử dụng là cây intensity, nghĩa là không có phân biệt hoa thường. À, rồi mình thử lại ở đây trường hợp nữa, nó chỉ là mình muốn tìm cái chữ na thôi thì nó sẽ ra cái gì. Rồi thì ra được chỉ một kết quả thôi là cái phone number, cái chữ na, là tại vì ở đây nó có chữ, nó chữ na nằm trong cái chữ name này ha. Này, vậy thì mình đã coi như là mình đã xong được luôn á, cái API search này. Thì tất cả mọi cái câu lệnh gọi là phổ biến mà mình được sử dụng nhiều thì nó đã có sẵn cái operator trong document của Bigo, nó nằm ở cái mục gọi là advanced query. Thì ở đây có rất là nhiều thứ nha, bạn cứ từ từ đọc ha. Nó có object by order distinct, và nó select cả những cái thằng có những cái mối quan hệ với nhau. Nếu như bạn đọc một cái object mà nó có chứa một cái object khác á, thì nó sẽ đọc lên cả những cái mối quan hệ ha. Đó. Thì ở đây nó có rất là nhiều thứ để mình có thể tham khảo. Thì tùy cái nhu cầu các bạn mà các bạn sẽ lên đó của mình này ra để các bạn tìm hiểu thêm. Ở mình thì chỉ gọi là mua mua máy quay cuồng một hai chiêu đường quyền cho gọi là lòe thiên hạ thôi, chứ thật ra mình cũng chả biết gì. What the hell? Ngoài ra thì các bạn còn hoàn toàn cũng có thể là sử dụng cái raw SQL query, nên là thay vì bạn ngồi bạn sử dụng những cái hàm có sẵn của nó, những tính năng có sẵn của nó, thì bạn sử dụng luôn cả cái câu lệnh select mà tự các bạn viết, bạn vẫn có thể làm được ha. Bên cạnh đó thì nó cũng có hỗ trợ transaction cho mình luôn. Đó, nghĩa là khi mà mình bắt đầu transaction thì mình sẽ gọi là begin ha. Khi mà mình nó hoàn thành rồi thì mình sẽ commit, còn nếu như có vấn đề gì xảy ra thì mình sẽ run back. Đó là một cái transaction ở trong DB. Thì Bigo nó cũng đã hỗ trợ luôn, một cái Bigo rồi mà nó hỗ trợ luôn cho mình cái việc này cũng rất là tiện ha. Vậy thì các bạn cứ tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà các bạn có thể lên đốc của mình ở đây mình tìm hiểu tiếp ha. Thì cái video của mình hướng dẫn các bạn làm quen với nó thì tới đây thôi ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái chủ đề sau, những cái video sau.